Ancato xây nhà cùng bạn. Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Ancato xây nhà cùng bạn. Hôm nay Ancato sẽ chia sẻ cho bạn một cái mẫu nhà vườn mái Thái hệ 3 mái mà được rất nhiều quý khách hàng yêu thích xem kênh Ancato. Thích cái mẫu nhà này có cái hồ bơi. Thì đây là cái công trình mà Ancato đã thiết kế cho một khách hàng ở Bắc Ninh các bạn nhé. Thì không gian mặt tiền các bạn quan sát từ phía đầu bút bên này đến đây là 15,5 m, chiều sâu nhà là 10 m, tổng diện tích xây dựng là 150 m² các bạn nhé. Hệ công trình 3 mái thì gia đình có yêu cầu là thiết kế thêm cái gác lửng phía trên, cho nên các bạn nhìn cái chiều cao phía trên này, cái chiều cao mái này nó cao hơn, cho nên là có thể lên trên này một cái cầu thang lên trên phía trên. Bây giờ mời các bạn sẽ khám phá xung quanh cái không gian kiến trúc ở bên ngoài phần 3D trước, sau đó thì chúng ta sẽ xem cái diện tích từng phòng sau các bạn nhé. Kênh Ancato rất vui mừng giới thiệu các bạn cái mẫu nhà này. Sau khi các bạn xem được cái mẫu nhà có cái hồ bơi, rất nhiều các bạn yêu thích cái mẫu nhà mà có hồ bơi đấy. Cũng là cái mẫu nhà này nhưng mà có hồ bơi, thì đã đặt đơn vị Ancato thiết kế và thi công công trình này, để các bạn cùng tôi khám phá không gian tiếp theo. Đây là cái không gian góc nhìn từ phía bên này, thì chúng ta sẽ nhìn ra cái vị trí cột vát này các bạn nhé. Đó. Bây giờ tiếp tục thì các bạn sẽ đến với cái không gian 3D tiếp theo. Không gian 3D này là không gian hệ mái của công trình. Cái khu vực cao nhất phía bên này là khu vực cầu thang các bạn nhé. Đấy, chúng ta có cầu thang đi lên trên đây. Công trình thì gồm có 3 phòng ngủ, phòng khách, phòng thờ và khu vực bếp, phòng vệ sinh. Bây giờ mời các bạn chúng ta tiếp tục theo dõi cái công năng bên trong của công trình. Đây cái công năng đầy đủ bên trong đây. Khi các bạn bước 5 bậc chúng ta vào khu vực sảnh hiên này. Đây là khu vực phòng khách này. Đây là phòng ngủ này, phòng ngủ này, phòng thờ này, phòng ngủ này, khu vực bếp này, phòng tắm, phòng vệ sinh. Thì các bạn quan sát thì chúng ta đi vào đây khu phòng khách. Thì các bạn đây đi vào lối này thì vào phòng ngủ. Và phòng ngủ chúng ta có cái cầu thang đi lên trên gác. Thì các bạn nhé, tận dụng không gian gác phía trên. Còn các bạn đi 5 bậc lên đây, chúng ta bước vào đây là khu vực bếp này. Đó. Để khu vực nhà vệ sinh sạch sẽ thì ở đây để cửa thông thoáng luôn. Chúng ta sẽ mở cửa này ra đi vào đây phòng tắm đi nhà vệ sinh. Thì các bạn chú ý quan sát. Đó. Tất cả các không gian này thì diện tích từng phòng cụ thể như nào thì các bạn sẽ đến với cái bản vẽ tiếp theo nhé. Đây là cái không gian mặt bằng của công trình. Thì ở đây chúng ta sẽ đến với cái phòng khách là 37 m², phòng ngủ 15 m², phòng ngủ 1, phòng ngủ 2 15 m², phòng thờ 12 m², phòng ngủ 3 13 m². Đây khu vực bếp là 16 m² các bạn nhé. Phòng tắm 6 m², phòng vệ sinh 3 m². Đấy, chúng ta có bậc chúng ta đi ra phía ngoài. Đấy là không gian mặt bằng để cho các bạn quan sát. Giờ các bạn xem một số các hình ảnh bản vẽ nhé. Cứ mỗi bản vẽ 2D sẽ có một bản vẽ 3D. Thì ở đây là cái phần bản vẽ mặt bằng mái của công trình. Đây là bản vẽ mặt bằng mái phía trên 3D. Đây là bản vẽ mặt bằng bê tông mái các bạn nhé. Đây là bản vẽ 2D này. Đây bê tông mái 3D này. Đấy các bạn nhìn này. Chúng ta đổ bê tông viền xung quanh nhé. Đấy xung quanh này. Đấy. Còn đây là phần chúng ta xây thu hồi này. Đấy cái không gian này. Thì sau này chúng ta sẽ bắn xà gồn đây. Còn đây là khu vực ô của cầu thang nhé các bạn nhé. Lên trên cái mái phía trên này tận dụng để nhà kho. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái phần bản vẽ mặt bằng xà gồ mái nhé. Đây là cái phần xà gồ này. Đấy, bản vẽ mặt bằng của đây cái phần bê tông này. Đấy, bê tông diềm chạy xung quanh đó. Ở cái phần mặt bằng xà gồ này cứ có 2D thì chúng ta sẽ có 3D này. Đây không gian 3D mặt bằng xà gồ này. Đây là phần xây thu hồi này. Xây thu hồi này. Độ dốc của cái mái này thì là 30% các bạn nhé. Đây là không gian mặt đứng. Đấy, mặt đứng phía trước của công trình. Thì đây là mặt đứng 2D này. Có mặt đứng 3D này. Đó, đây là mặt đứng 3D. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với mặt chi tiết cụ thể của cái mặt đứng.
đây mặt đứng ở trục AD. Giờ chúng ta sẽ đến tiếp theo bản vẽ 3D mặt đứng trục AD này, đến chi tiết của cái phần trục AD, mặt đứng trục DA. Đó, 3D của trục DA này. Đấy, chi tiết của trục DA. Trục tiếp theo trục 51. Đấy, phía đằng sau nhà đấy. Đây là mặt cắt các bạn nhá. Mặt cắt khu vực giữa nhà có cầu thang đi trên mái nhé. Và ở đây các bạn quan sát cái phần dầm bê tông đây này. Đó. Bố trí như nào các bạn nhìn lên ta nhìn ra ngay. Mỗi bản vẽ 2D sẽ có 3D thì các bạn quan sát được cái cầu thang ta bước đây. Đấy, đi trên cái hệ mái đây. Đấy, phía trên. Thank you.